đền thờ Nguyễn Trãi, anh hùng dân tộc, tại xã Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nguyễn Trãi, hiệu là Út Trai, sinh năm 1380 tại kinh thành Thăng Long. Từ nhỏ, Nguyễn Trãi được ông nội và cha trực tiếp dạy dỗ, rèn luyện. Nguyễn Trãi đã trở thành người có tài cao, chi lớn. Năm 20 tuổi, đã đỗ thái học sinh và ra làm quan cho nhà Hồ. Khi giặc Minh sang xâm lược, ông mang nặng nước, thủ nhà, nuôi chí, phục quốc. Dù bị giam lỏng 10 năm ở Đông Quan, vẫn soạn được Bình Ngô Sách và nuôi chí phục thù. Khi thoát khỏi vòng kiểm tỏa, ông tìm đến Lam Sơn Tụ Nghĩa, dự hội thề Dũng Nhai và dâng Bình Ngô Sách ở Lỗi Giang, đem hết tài trí giúp Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Minh. Kháng chiến thắng lợi, ông soạn Bình Ngô Đại Cáo, một áng thiên cổ hùng văn và là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Thời Bình, ông hết lòng giúp vua sửa sang việc nước, tổ chức triều chính, làm cho quốc gia thịnh vượng. Chế độ phong kiến với cái thói ganh ghét đố kỵ với người hiền tài, chính trực. Năm 1442, ông bị giết hại tại vụ án Lệ Chi Viên vô cùng thảm khốc. Phải 22 năm sau, thời của vua Lê Thánh Tông mới giải oan cho ông. Và 600 năm sau, ông được suy tôn là người anh hùng dân tộc, được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Nguyễn Trãi không chỉ là nhà chính trị, quân sự, nhà ngoại giao thiên tài, mà còn là một nhà văn hóa lớn, trí tuệ uyên bác, nhân cách cao thượng. Ông để lại nhiều các tác phẩm lớn, có giá trị bất hủ. Cuộc sống và sự nghiệp của ông là bài ca yêu nước, yêu dân, mãi tỏa sáng như sao khuê trên trời, xứng đáng với lòng khâm phục, kính yêu và tự hào của dân tộc.